Có thì có địa chỉ đó tới thôi. Rồi hôm rảnh có đi đi, rồi tới đâu tới từ lời chào bên đó hôm nha. nay là thứ sáu ngày 19 tháng mấy tháng năm ngày 19 tháng 5 tim bụng đói lại gặp nhau một lần nữa, không vì một lý do gì cả. Chúng ta chuẩn bị mới 17 à? Ủa em có 19. Hôm nay là ngày 17 tháng 5, tim bụng đói đang hợp mặt. Đi đâu thì lát nữa chúng ta sẽ biết. Bạn em mới đi gửi xe xong. Sư quan kia. Không có tác dụng đâu, không có tác dụng đâu. Mấy lần bấm mà em chờ cái buổi luôn á, bấm vô rồi chị để nghe câu là không có tác dụng đâu, đi là cứ đi thôi à. Hai người phụ nữ này người ta đừng để ta đẩy vali không ta. Bellman hoặc là bellboy. Đi 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 đi. Buffet gắn nè. Nè. Em thấy không? Buffet gánh bà ta. Sao vừa mở cửa ra cái Mẫn quay nha mọi. Trời ơi, đồng chí Mẫn mặt khi cho nóng vậy. Ừ. Ở ai ra ngoài đứng chờ mở cửa ra quay Mẫn đi ra. Vô, vô nào. Để Mẫn ra ngoài vẫn quay cảnh mình vô. Trời ơi. Ủa lâu năm rồi hả, lẹ vậy? Sao cái lối vào nó không được bắt mắt nhỉ? Rồi, chàng trai nào mở đi chứ. Thu. Chàng trai nào quay đi. Thu này là kéo. Thu là kéo. Thu là đẩy. Push là đẩy. Rồi. Anh chàng. Chợ Bến Thành à? Chợ Bến Thành ở đâu vậy? Chợ Bến Thành thì chắc là biết rồi đó. Cái hai này nghe nghe quen lắm nè. Nghe quen lắm mà không nhớ. Chà, giống đang ngồi giữa rừng vậy đó. Ở ngoài đây là rừng nha mấy bạn. Ở đây là rừng. Trời ơi, dữ dội. Buffet chị Thanh. Này phải ghi là GD Thanh.
chị Thanh xịn quá. Đây là nguyên nhân của ngày hôm nay, nguyên nhân chính ngày hôm nay, hậu quả hay gì còn giờ giờ ở đây rồi. Chống lơ chống chơ chống lóc hết rồi. Nhân vật vừa mới vào, anh Trung, Trung Tình. Đang Trung Tình hả? Không học é, học é gì, học é Trung Tình. Hồi nãy em lo em bốc hốt dữ quá nên là em chưa có quay cái gì hết. Thì mới quay sơ bộ thôi. Hồi một người đi mở rồi cho em quay từng cái. Em lấy cái món này mà không có nước chấm. Nước chấm đâu rồi cưng? Nước chấm đi quay phim. Rồi ở đây chúng ta có cái gì? Cái này là gì anh Trung? Chuối phải không? Có sơ ri nè. Chuối hả? Là bánh. Cái này là rau câu. Rau câu, dưới đây là chè, chè đậu. Này gì không biết. À, luôn cập nhật mới liên tục. Tốc độ bào anh Trung quá ghê. Anh Trung. Và đây là anh Quân. Con đẹp. Cho dễ đau lụng. Vietnamese cuisine. Đi ăn 279 ngàn. Đi ăn buffet mà ăn cơm. Cơm khô quẹt. Cơm trắng không được cái gì. Cơm trắng vô vô. Cơm trắng khô quẹt. À, ngon. Lê Minh Quân hả? Giống như là cả cuộc đời. Nguyễn Minh Quân. Cả cuộc đời này. Nguyễn Minh Quân. À, sen đá. À, đại gia sen đá. Single and available. Đi ăn buffet, ăn cơm trắng and khô quẹt. Dân giả, hết sức dân giả. Bạn gái nào có nhu cầu xin vui lòng liên hệ. Cái số mình sẽ để trên màn hình nha. Hồi nãy giờ vì quá trình ăn uống quá tập trung cho nên là mỗi không quay một clip nào hết trơn. Bây giờ chuẩn bị ra về rồi mới quay nè. Điểm danh. Có ai còn để lại cái bụng của mình không? Đây cái bụng nó đủ chưa? Chung bỏ tự nhiên được rồi. Lẹ quá vậy. Crown.